Dạ, xin ông cầm việc người chờ con gái tôi nó qua nhà hàng xóm nấu nhờ ẩm nước. Dạ, dạ chị cứ tự nhiên cho. Dạ, chẳng hay con gái tôi nó đi Nha Trang với bà chủ, hay là đi với ông vậy? Dạ thưa, đi với chị tôi. Dạ chắc ông cũng có chân ở trong hãng hả? Dạ dạ. Chị Lan. Ủa, sao ông lại biết tên tôi? Bộ chị quên tôi rồi sao chị Lan? Nhưng mà ông biết tôi ở đâu? Dạ, tôi biết chị ở Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long đó chứ. Vậy ông đây là? Tôi là thầy Ký Thu. Lúc trước tôi có làm việc ở tại tòa bổ tỉnh Vĩnh Long hồi trước đó. À, thầy Ký Thu. Dạ. Bạn Ký Thân của ba sắp nhỏ nhà tôi đây mà. Dạ. Vậy mà tôi quên mất, lâu quá rồi. Đã 20 năm trời rồi, còn gì nữa. À, hồi đó hình như là thầy đổi về Mỹ Tho mà. Dạ phải phải, tôi muốn xin về Mỹ Tho cho gần gũi với gia đình. Thì hồi đó tôi có đến Từ Giả chỉ với anh Giáo Hương mà. Gặp lại thầy đây, nhắc tới ba sắp nhỏ tôi, tôi càng thêm đau khổ. Anh đi về với vợ lớn anh ở Mỹ Tho từ hồi đó lần thầy ký à. Thì tôi có gặp ảnh, ảnh nói chính chị đã hiểu ảnh về Mỹ Tho mà. Hồi đó mới lộn xộn, tôi nghe tin thằng Hiếu đứa con trai nhỏ của vợ lớn ảnh chết. Tôi thấy anh buồn, thấy anh ngồi ở chỗ giám khóc một mình. Tôi cầm lòng không có đặt, nên tôi mới biểu anh về thăm vợ lớn của anh. Rồi anh nghe lời tôi mà sợ sọng đi. Anh còn chạy ra chợ mua hàng lụa cho vợ lớn và con của anh nữa. Lúc đó tự nhiên tim của tôi nó đang nhói. Ba sắp nhỏ của tôi là đàn ông, có 2 giờ rồi mà không để ý gì tới cái ghen của đàn bà là gì hết á. Bữa cơm cuối cùng tôi tiện anh đi về Mỹ thôi, như vợ ba ly hề tiền chồng đi làm việc. Bơi xuồng đưa anh qua sông lên bên Mỹ Thuận, tôi thấy buồn và về nhà tôi khóc suốt đêm ngày đó thầy ký à. Hồi đó tôi cũng thường gặp anh Giáo Hương, anh có nói với tôi nhiều về chuyện gia đình của chị và anh. Anh nói rằng anh được chỉ trọn lòng yêu thương, sống với nhau 6-7 năm mà trường rót vào đời 2 đứa con, trai Long Hồ gái là Trường An. Chị rất đảm đang, đáng mặt một người vợ hiền, lo kiến tạo cho chồng hạnh phúc và niềm tin. Những chồng của tôi lại quá đôi ba tình, về với vợ lớn rồi không trở lại thăm mẹ con tôi. Anh Hương nói với tôi là anh về Mỹ Tho được ít ngày thì binh lửa tràn đầy, xe cộ càng ngày lại càng khó khăn. Từ Mỹ Tho xuống Vĩnh Long chỉ có một đoạn đường, tôi chờ đợi mỏi mòn mà anh Hương anh không thèm xuống. Bỏ tôi chờ đợi với lũ
Không, không phải vậy đâu. Chị Lan à, ảnh có đi tìm chị mà không gặp. Tôi biết ảnh thương chị và hai con nhiều lắm mà. Hồi đó tôi trông, tôi đợi ảnh mỏi mòn và thương nhớ. Từ ngày nay vẫn còn thương nhớ. Hồi đó là nhà tôi chơi thường. Thầy có biết ba rất nhỏ của tôi thích bận dạy gì không thầy? Ảnh đi dạy thì thường bận suy sơ răng tung. Còn ở nhà thì ảnh thích bận bà ba lũa lèo. Đây, bộ bà ba lùa lèo mà chồng tôi và bận 20 năm về trước. Lần sau cùng anh bận là bụi tôi. Mà sang ra anh ra bằng mỹ thuật về tình mì thôi. Hơi ham của chồng tôi còn dư đến bây. Trở xuống gợi niềm luyện nhớ không tơ. Hồi xưa anh đi tôi về xếp lại ta. Đây khi buồn ôm ấp làm vui, tôi luôn nhận ngầm vui. Nhớ thương chồng tôi vẫn giữ cho nguyên vẹn. Bố bà ba kỷ niệm tắm mồ hôi của anh tới bây giờ. Tơ tầm kia đã cũ, tàn y sắp rã tàn. Mà tơ lòng sao vẫn vẹn nguyên, như tình thuở còn sân môi đẹp đẽ vô cùng. Thương cho tâm tình của người yêu tấm mặn. Mang khổ đau im lặng, chặt giả nuôi con suốt 20 năm trường. Ơi hỡi người ơi, cao quý thay giả trung trinh của người vợ chung tình. Trời cao sao đành đó đài kiếp hồng nhan. Cho đến tận chuỗi ngày tàn mà cái khô vẫn còn vương. Những chi vật này mà chị còn giữ cẩn thận cho đến ngày hôm nay, phải chi anh hướng anh còn sống
thì anh cảm động biết chừng nào. Nhưng thôi, chỉ chung thủy với anh như vậy làm cho anh mất lòng nói chính xuôi. Thầy nói sao? Anh hư, anh chết rồi chị ạ. À, chồng tôi chết. Trời ơi! Phải, anh chết rồi. Anh chết ở bến đò Rạch Miễu, khi quê hương còn mở khỏi lửa binh đao. Trong xuống con rời khỏi mái gia đình, hai đứa thường đem chuyện gia đình ra mà tâm sự. Hãy nhắc tới người Vĩnh Long để thương để nhớ, anh ngọt ngào dùng ba tiếng mà con ăn. Rồi một chiều kia anh dội lanh xa trần gian, tôi trở bên cạnh anh cho đến khi anh tàn hơi nhắm mắt. Trước khi chết anh trao cho tôi một kỷ vật để sau này gặp chị lấy đó mà làm tin. Rồi lúc bình yên tôi đã tìm chị khắp tỉnh Vĩnh Long, nay bất ngờ gặp chị giữa Sài Gòn quá lệ. Kỷ vật của anh đây, chị hãy nhìn cho kỹ. Chiếc cà rai, bàn tay và mùi thơm da thịt của chồng tôi. Mà con ăn. Mình ơi, mình còn sống đây sao? Phải, tôi còn sống đây. Tôi vẫn đứng trước mặt mình đây. Tôi đứng đây mà tưởng chừng như tôi đang đứng trên bờ sông Mỹ Thuận. Khi mình quay xuồng tắt bến trả lại giai con, bờ cây xa mờ nhuộm khói hoàng hôn. Con nước lớn lục bình trôi rời rạc, chiều đã xuống mặt trường giang bát ngát. Mà bóng người thương cũng lặng khuất giữa sông đây. Tôi liên tưởng ngày sau mình cũng lẫn đẫn trên dòng đời, không bảo bọc được mẹ con mình suốt 20 năm trời mà tôi rai rứt trong tim. Không phải trước mặt mình đây tôi nói để được mình thương, chớ hồi đó tôi đi tìm mình khắp tỉnh Vĩnh Long. Ôi sóng dài có thấy đâu tầm ca, mà trời cao cũng vắng bạc tinh hồng. Hồi đó chờ đợi mình mỏi mòn không được, có lệnh tản cơ tao phải dắt con xuống miệt Trạm Vinh. Lúc hồi cơ tôi trở về gian nhà cũng mấy năm, không còn mình tôi buồn tôi hồn. Từ con đường mòn nho tới cầu giang dưới sông, tôi càng thương càng nhớ tới hình dáng của mình. Chưa nào ngồi giao cho thằng hồn với con ăn, tôi cũng nghe danh
hàng xóm hát ru hơi âu ư do đứa bùi chùi sau hè anh bây giờ bé âu mình mà lê phai chầu tốt mắt thân làm bé chồng ta bò về giờ lên phải sống vất vả nuôi con mà miền đời còn nguyện xua người ta sao không tha thứ cho một kiếp hồng nhan khổ lụy gì ba công an còn nhớ không khi thấy tôi cực khổ bình thường chỉ tôi như loài chim dương ngang phải mình chính là loài chim dương nga ở vùng băng tuyết sanh con ra đời lúc trời mới vào đông chim trống đã cất cánh bay xa vào nơi sương gió mịt mùng chim mái ở lại nuôi con cho tròn phòng mẹ mặt đất trải da băng thức ăn không có chim mẹ phải mổ thịt để nuôi dưỡng các con rồi mỏi mòn chết đi vì kiệt sức trong khi đàn con vẫn tiếp tục sống bằng xương bằng thịt của mẹ hiền mùa đóng tàn dương nga con cũng vừa kịp lớn để nối cánh bay cao mình ơi mình là hình ảnh con chim dương nga cao đẹp từ nay tôi xin phép để được thay mình mà chăm sóc cho đàn con tôi cũng không còn sống bao lâu nữa mấy năm nay tôi sợ tôi chết rồi thần hồn giữa con An không biết chào nó là ai. Bây giờ mình đã có mặt ở đây, mình hãy để cho con nó nhìn cha, rồi tôi chết tôi cũng yên tất cả. Mình chưa nên tuyệt vọng mà ảnh hưởng nhiều đến việc trị bệnh cho mình. Tôi sẽ lo lắng cho mình và lo lắng cho hai con. Mình mà con ăn